Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cảnh sát biển 6 tháng đầu năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện thuận lợi, khó khăn đan xen, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp, triển khai hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã điều động 75 lượt tàu xuồng hoạt động trên 37.000 hải lý an toàn, tiếp nhận và xử lý 65 thông tin về tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền về phòng chống IUU cho 357 tàu cá trên 3.293 ngư dân, triệt phá 13 vụ án, chuyên án tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 21 kg cocaine, 138,27 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 60 gram ma túy tổng hợp dạng khay cùng nhiều tang vật khác. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu cán bộ chiến sĩ vùng tiếp tục phối hợp, theo dõi, nắm chắc tình hình các vùng biển, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của các tàu, thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan trong phòng chống vi phạm, tội phạm trên biển.